Vậy thì cái bệnh mà người ta do cái vi khuẩn, thời gian vừa rồi có cái chương trình thời sự hay đưa tin, báo đưa tin vi khuẩn ăn thịt người đó, thì nó thường được gọi là bệnh Whitmore và tên khoa học là melioidosis. Các bạn tìm hiểu được đặc điểm dịch tễ và tác nhân gây bệnh, vùng nào là vùng có bệnh, vùng nào không. Trình bày được các đặc điểm chính về lâm sàng, cận lâm sàng cực kỳ phong phú và rất khó chẩn đoán của bệnh. Bệnh này chẩn đoán dựa vào nuôi cấy là chính, nuôi cấy tác nhân là chính. Chứ còn không thể nghi ngờ mà điều trị ngay, bởi vì cái phác đồ điều trị của bệnh khá đặc biệt và lâu dài. Và từ đó các em nêu được các biện pháp phòng bệnh. Số slide khá nhiều nên mình sẽ lướt qua thôi. Mình không có đi kỹ lắm từng slide, các em chú ý theo dõi thêm. Đây là những phần của bài học chúng ta sẽ học. Rồi, các em dạo một vòng trên mạng sẽ thấy rất là nhiều những cái thông tin về bệnh nhé. Ví dụ như là tìm cái thuật ngữ vi khuẩn ăn thịt người, một thuật ngữ khá là hot đó, thì các em thấy có khoảng 5 triệu kết quả hiện ra trong một vòng thời gian rất là ngắn. Vi khuẩn ăn thịt người là gì hả? Và có phải nó là vi khuẩn ăn thịt người thật hay không? Rồi nguy hiểm, vì sao gọi là vi khuẩn ăn thịt người? Bởi vì cái vi khuẩn này nó có đặc tính là có yếu tố gây hoại tử mô. Nhưng những cái phụ nữ này bị này, thì cái mũi của bà ấy, phần mũi, phần miệng bị ăn mòn hết, bị hoại tử hết. Người ta gọi là vi khuẩn ăn thịt người, nhưng thật ra vi khuẩn này nó có cái độc tố thôi, chứ có phải là nó ăn thịt người đâu. Và năm 2019 có một ca ở Hà Nội, có cái ca bệnh ở Hà Nội, không biết các em có nghe không. Một gia đình có ba đứa con, một gia đình ở Hà Nội có ba đứa con, cả ba cháu đều lần lượt mất trong vòng 7 tháng. Cháu đầu, cháu thứ hai, rồi cháu cuối cùng mất liên tiếp nhau trong vòng 7 tháng. Cháu thứ nhất mất trong bối cảnh nhiễm khuẩn huyết không rõ nguyên nhân. Nó hết chia sẻ màn hình rồi phải không? Tôi chiếu lại. Các bạn cho cô hỏi là có phải cô đã giảng cho các bạn bài sốt xuất huyết, viêm màng não và uốn ván rồi không? À rồi, hôm nay chúng ta học bài này là đúng rồi. À, cảm ơn các em.
chùm 3 ca bệnh ở Sóc Sơn, Hà Nội. Thì một gia đình có ba cháu nhỏ hả? Cháu lớn, cháu nhỏ thì khoảng vài tháng, cháu lớn khoảng 5 tuổi thôi. Mất liên tục trong vòng 7 tháng, cháu đầu tiên nhiễm khuẩn huyết không rõ chẩn đoán. Cháu thứ hai nhiễm khuẩn huyết và cấy ra vi khuẩn gây bệnh. Cháu thứ ba cũng vậy luôn. Người dân trong làng, trong vùng rất là hoang mang. Không biết vì sao là có gia đình mà cả ba đứa con đều chết trong cùng một thời gian ngắn như vậy. Và cuối cùng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, rồi Viện Vi sinh Hà Nội, người ta về người ta lấy cái mẫu xét nghiệm. Trước đó thì bệnh này chưa được quan tâm nhiều lắm đâu. Từ đó về sau thì bệnh này mới được quan tâm nhiều. Người ta về lấy mẫu xét nghiệm rồi, các em biết là mẫu xét nghiệm ở đâu dương tính không? Là trong cái nước giếng khoan, trong nước giếng khoan. Có tới mấy cái nước giếng khoan chung quanh gia đình là đều có vi khuẩn này dương tính, đều cấy ra vi khuẩn này. Và người ta nghi là nó xâm nhập qua đường vết thương. Khi mà ba đứa trẻ này tắm ở nước giếng khoan đó, rất là đau khổ hả? Ba đứa con mất hết. Tuy nhiên là cũng nhờ tìm ra cái tác nhân và nghi ngờ đó là tác nhân gây ra cái bệnh cho cả ba đứa trẻ, thì dân trong vùng người ta yên tâm hơn, người biết đó là bệnh do vi khuẩn gây ra và được tuyên truyền là những triệu chứng để phát hiện bệnh sớm, vì bệnh hoàn toàn có thể điều trị được. Và Việt Nam của mình thì cái tác nhân này không phổ biến bằng Thái Lan đâu. Thái Lan số trường hợp được ghi nhận rất là nhiều trong thời gian gần đây. Và trước đây khi mà không tìm được cái tác nhân thì nó gần như là một cái chết mà một căn bệnh gây chết người mà chưa được biết đến nhiều. Nó gần như là căn bệnh bị lãng quên dù đã được phát hiện và mô tả rất là lâu rồi. Nên là đây là một bệnh tuy hiếm gặp nhưng không phải là không có. Và đặc biệt là trong năm 2020 vừa rồi các bạn, nội ở miền Trung và những ca nhập bệnh viện Trung ương Huế thì có tới 30 mấy trường hợp bị bệnh Whitmore rồi. Nhiều chứ không phải là ít. Vậy thì căn bệnh này vì đâu mà nó đáng sợ như vậy ấy, thì chúng ta cùng tìm hiểu xem. Đó, năm 2019 thì cô có may mắn đi tham gia cái hội nghị về melioidosis thế giới được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam với rất nhiều bài báo cáo hay và sâu. Đây là melioidosis hay chính là bệnh Whitmore và bệnh do trực khuẩn Whitmore gây ra. Tên khoa học của nó là Burkholderia pseudomallei. Burkholderia pseudomallei trước đây được định danh là Pseudomonas và Pseudomallei, là hơi giống với trực khuẩn mũ xanh nhưng bây giờ người ta cho nó cái dòng riêng bơ khô. Chúng ta hay dễ nhớ tên con vi khuẩn này thì hay gọi nó là bơ khô hay bò khô đây. Bắt đầu của nó là một loại trực khuẩn gram âm tồn tại ở đâu? Trong đất, trong nước bẩn, ở những vùng dịch tễ. Không phải là vùng nào cũng tồn tại cái vi sinh vật gây bệnh này. Nó thường tồn tại trong đất, trong nước, ở những vùng dịch tễ, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, kể cả Tây Á, kể cả Châu Phi, kể cả Châu Úc. Người Châu Úc có rất nhiều ca bệnh với nghiên cứu Darwin nổi tiếng. Nó gây bệnh cho cả người và động vật. Thì các bạn biết có một loại tức là gì? Burkholderia sepacia. Nó thường gây bệnh cho động vật hơn. Và cái loại này thì gây bệnh cho cả động vật và người. Nó cũng được chú ý là một tác nhân tiềm năng để dùng trong chiến tranh sinh học và khủng bố. Vì sao nó có tên là bệnh Whitmore? Do nó được mô tả lần đầu tiên bởi Alfred Whitmore năm 1912. Nó đã mô tả từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên người ta không có chú ý nhiều. Và thật sự nó là một tác nhân khó nuôi cấy nên khó tìm ra. Nên người ta gọi nó là một trực khuẩn, một bệnh nhiệt đới mà bị lãng quên. Bệnh được mô tả lần đầu tiên nghĩa là chưa xác định được tác nhân bởi ông Whitmore, một bác sĩ làm việc tại Rangoon, Myanmar. Và định danh được xác định năm 1917 cũng tại Kuala Lumpur, một đất nước Đông Nam Á, Malaysia. Và thuật ngữ melioidosis là thuật ngữ của người Hồi giáo được đặt ra vào năm 1921
và cái tên của nó tồn tại đến ngày nay. Và trường hợp bệnh ở người lần đầu tiên được mô tả ở một bệnh nhân Sri Lanka năm 1927. Và vi khuẩn được phân lập được từ năm 1989 bởi các phương pháp đơn giản trong phòng thí nghiệm. Tại Việt Nam thì sao? Đã có nhiều trường hợp bệnh năm 1912 là được mô tả ở Myanmar. Thì năm 1920 thì các binh lính Pháp, Hoa Kỳ bị nhiễm bệnh khi tham chiến tại Việt Nam. Với những trường hợp bệnh cũng được mô tả trong y văn. Và từ năm 1975 trở lại gần đây, trước khi mà bệnh được chú ý rầm rộ gần đây, thì chỉ có hai nghiên cứu nhỏ về bệnh ở tại Việt Nam thôi. Và hiện tại thì các nghiên cứu lớn ngày càng nhiều với dự án mạng lưới nghiên cứu về bệnh melioidosis và cái con vi khuẩn này đã bắt đầu từ năm 2014. Nó liên quan rất nhiều tới tiến sĩ Trịnh Thanh Trung. Các em tìm hiểu thêm, nếu như muốn tìm hiểu về cái căn bệnh này á, thì chính tiến sĩ Trịnh Thành Trung làm đề tài nghiên cứu sinh với một giáo sư người Đức thì đã làm về căn bệnh này tại Việt Nam. Và kết quả thu được sau cái đề tài nghiên cứu sinh thấy ở Việt Nam số cái mẫu đất nước bị nhiễm vi khuẩn này nhiều quá, và số ca bệnh tử vong mà không được chẩn đoán chính là cái bệnh melioidosis này thật sự rất là nhiều. Từ đó thì cái hướng nghiên cứu về bệnh này được mở rộng ra và người ta và cái xét nghiệm về bệnh này cũng liên tục được phát triển ở nhiều bệnh viện, trong khi trước đây là tử vong chưa rõ nguyên nhân. Đây là những cái báo sau này khi người ta đã biết về bệnh rồi này. Bệnh thường bùng phát sau mùa mưa lũ miền Trung, đặc biệt là Hà Tĩnh. Hà Tĩnh, Nghệ An là vùng dịch tễ của bệnh với rất nhiều ca bệnh được ghi nhận. Trong năm 2020 thì các bạn thấy là Bệnh viện Trung ương Huế có tới trên 30 ca bệnh. Và chủ yếu là từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, một số bệnh nhân ở Thừa Thiên Huế v.v. Bệnh này thật sự không hiếm gặp, các em thấy như vậy là không hiếm gặp đâu. Và đây là dự báo này, không phải những ca nào cũng được xác nhận cả, giống như nhiều bệnh khác thôi, hay số ca mà được ghi nhận thì nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với số ca thật sự có. Theo báo cáo của cái ông này, ông Direct này, thì mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 10.000 trên 10.000 ca nhiễm bệnh Whitmore và khoảng trên 4.000 ca tử vong, chứ không thật sự ít như được báo cáo. Có điều phát hiện ra hay không thôi. Đây là ước tính về bệnh trên toàn thế giới. Ước tính mỗi năm có tới 165.000 ca bệnh mỗi năm, và trong đó có khoảng 89% ca tử vong. Thì các em thấy cái tỷ lệ tử vong của bệnh là bao nhiêu? Khoảng 40-50% đúng không? Đó. Và nếu như không có điều trị cụ thể thì con số tử vong sẽ tương đương là 50%. Và nếu như điều trị khỏi, điều trị được kịp thời thì sẽ khiến tỷ lệ tử vong giảm rất là nhiều. Nhưng nó sẽ phụ thuộc vào thời gian bệnh nhân vào viện được chẩn đoán hay không, hay lúc vào viện thì đã trầm trọng rồi thì thuốc nó không khống chế kịp. Bacoderia và Pseudomallea thuộc giống Bacoderia, nó có trên 40 loài. Thì cái Bacoderia này thì mình có thể kể tới Bacoderia malay là tác nhân gây bệnh sưng hạch ở ngựa và các loài thú móng vuốt, nó cũng có thể gây bệnh cho người. Đặc biệt cái giống này nó thường gây bệnh ở người mà có cơ địa suy giảm miễn dịch. Các loại Bacoderia nó không quá phổ biến, bởi vì ở người khỏe mạnh nó ít gây bệnh. Tăng cường sức đề kháng là một trong những biện pháp để dự phòng bệnh này. Những người suy giảm miễn dịch, đặc biệt là bệnh nhân bị bệnh chi, sẽ là một trong những yếu tố nguy cơ. Những bệnh nhân đó có cái biểu hiện nhiễm khuẩn huyết hay là áp xe đa tạng thì mình nên nghĩ tới là bệnh Whitmore. Các bạn có biết cái bệnh nào không? Là cái bệnh mà trên 50% số bệnh nhân Whitmore sẽ có cái bệnh này đó. Rồi mình có Bacoderia senosepacia là nó thường gây bệnh ở bệnh nhân mắc chứng sơ hóa nang, này ở chúng ta thì ít gặp. Còn Bacoderia pseudomallei thì nó là một vi khuẩn khá kháng thuốc. Nó có khả năng bơm thuốc ra khỏi tế bào và kháng chủ yếu với các nhóm kháng sinh như aminoglycosid, tetracycline,
fluoroquinolone và macrolide. Những nhóm chính thì nó kháng mất nhiều rồi, nó kháng mất hết rồi chứ chi nữa. Và bởi vậy trên môi trường nuôi cấy của vi khuẩn này, người ta hay cho thêm kháng sinh gentamicin. Lý do vì sao? Trước đây người ta khi mà người ta chưa biết rõ kỹ thuật nuôi cấy của con này thì cấy không ra, nhiễm khuẩn huyết mà cấy máu âm tính. Do lý do là những cái vi khuẩn khác nó sẽ khống chế vi khuẩn này phát triển. Mình phải cho một loại cái kháng sinh vào có thể tiêu diệt được vi khuẩn khác. Thì chính nó, cái loại đề kháng với gentamicin, nó khi đó mới mọc thành khuẩn lạc và mới xét nghiệm được. Nên môi trường nuôi cấy của Buchholderia thường là phải mình phải nghi ngờ cái bác sĩ lâm sàng, nghi ngờ Buchholderia. Để cho môi trường nuôi cấy nó đặc biệt một chút, có gentamicin thì mới phát hiện được cái con vi khuẩn này. Các bạn có trả lời được cái bệnh nền gì thường xuyên gặp trong bệnh huyết mò hay là không? Bệnh nền đái tháo đường hả? Một người đái tháo đường vào viện với sốt, với nhiễm khuẩn huyết, với áp xe đa tạng. Hãy nhớ tới bệnh huyết mò. Đây là bản đồ phân bố của bệnh lưu hành trên toàn thế giới. Và Việt Nam chúng ta là vùng dịch lưu hành. Vùng dịch lưu hành. Còn vùng dịch lưu hành cao các em thấy là miền Đông Bắc Thái Lan. Rồi đông miền Bắc Úc là vùng dịch lưu hành cao, còn lại là những vùng dịch lẻ tẻ như là Trung Mỹ, rồi một số nước ở Châu Phi, Tây Á, một số nước Đông Nam Á khác, Philippines, Malaysia. Các bệnh thường xuyên gặp ở Đông Nam Á và Bắc Úc, ngoài ra còn có ở Nam Thái Bình Dương, Châu Phi, Ấn Độ và Trung Đông. Khoảng những năm 1920 là các binh lính Mỹ, Pháp được mô tả là mắc bệnh Whitmore. Thì chính xác là năm 1925 được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tại nước ta thì bệnh được ghi nhận ở ít nhất là 36 bệnh viện thuộc 26 tỉnh thành phố rồi. Bệnh thường đưa về những bệnh viện lớn nên không phải là bệnh viện huyện nào cũng ghi nhận được, bởi vì nó phụ thuộc vào kỹ thuật tìm thấy tác nhân nữa. Vi khuẩn nó tồn tại liên quan tới nền văn minh lúa nước của chúng ta. Nên thường gặp nhất là những người nông dân, những người nông dân có vết thương khi lội ruộng, khi lội nước như thế này, vi khuẩn sẽ xâm nhập được qua vết thương và gây bệnh. Vậy thì cái điểm nóng của bệnh chính là nơi tận cùng của Bắc Úc và miền Đông Bắc Thái Lan, tỷ lệ mắc có thể lên tới 50/100.000 dân mỗi năm. Và các em thấy ở Thái Lan thì người ta ghi nhận nó là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba của các bệnh nhiễm trùng ở Đông Bắc Thái Lan, chỉ sau nhiễm HIV/AIDS thôi. Các em thấy là rất là phổ biến ở Thái Lan luôn hả? Ở Việt Nam cũng là khá phổ biến. Bệnh hay gặp vào mùa mưa phù hợp rồi, bởi vì vi khuẩn nó có thể ở sẵn trong đất, trong bùn, và đến mùa mưa thì nó lan rộng theo cái dòng nước mưa, nước lụt đó. Và cái tác nhân này được xem như là một nhiễm trùng cơ hội, ít gây bệnh ở người nhiễm trùng khỏe mạnh. Và nếu như là người nhiễm trùng khỏe mạnh nhiễm bệnh thì cũng ít gây tử vong hơn. Nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào gì? Khả năng chẩn đoán sớm và điều trị bằng kháng sinh phù hợp. Tuổi nào có thể gặp cả, nam hay nữ cũng thường gặp cả. Và thường gặp ở những người mà cái nghề nghiệp, những người làm nông á, tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với đất, với nước. Cái lứa tuổi thường bị là lứa tuổi 40-60 tuổi. Và một số trường hợp hiếm gặp là đã ghi nhận những em bé bị mắc bệnh do mẹ bị viêm vú, mẹ đã nhiễm từ trước rồi và mẹ bị áp xe vú. Rồi cho em bé bú, áp xe vú do mieloidosis cho em bé bú và lây qua đường tiêu hóa cho đứa trẻ. Cũng có gặp rồi. Thường là lây qua đường tiêu hóa hoặc qua vết thương. Cái đường chính mà người ta ghi nhận là qua vết thương. Vì sao bệnh lại hay gặp ở lứa tuổi 40 đến là 60 tuổi? Nó sẽ liên quan tới cái cơ địa bệnh mãn tính có sẵn hoặc là suy giảm miễn dịch. Và người ta cũng nghĩ là nó có thời gian ủ bệnh rất là dài. Trường hợp dài nhất là 62 năm. Nhưng mà sao người ta thấy đúng hay sao người ta thấy người ta phủ nhận cái giả thuyết đó? Có một người là tù binh, người Mỹ mà tù binh ở Nhật Bản, làm đường sắt ở Nhật Bản, thì
thì sau khi người đó cũng từng tham chiến ở Việt Nam, Myanmar, vùng dịch tễ. Sau khi người ta trở về Mỹ thì sau 62 năm người ta mới bắt đầu phát bệnh và tìm thấy vi khuẩn này. Thì người ta nghĩ là vùng dịch tễ là Đông Nam Á và Nhật Bản. Thì từ khi đó tới khi sang Mỹ thì 62 năm thì khả năng là thời gian ủ bệnh có thể kéo dài như vậy. Nhưng sau người ta phát hiện thì bệnh không đến nỗi có thời gian ủ bệnh dài như vậy đâu. Vì người này trong quá trình về đó thì cũng có đi du lịch ở một số nước Trung và Nam Mỹ nữa. Nên khả năng là nó nằm trong vòng thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 20 năm thôi, chứ không đến mức 62 năm. Đây là những yếu tố bệnh nền này. Bệnh coi như là một nhiễm trùng cơ hội mà. Thuật ngữ nhiễm trùng cơ hội không chỉ dành cho bệnh nhân HIV-AIDS, nó dành cho những cái tác nhân mà nó gây bệnh dựa trên những cơ địa vốn có suy giảm miễn dịch sẵn. Và đối với myelioidosis thì cái bệnh này nguy cơ đứng hàng đầu phải là đái đường. Theo nhiều nghiên cứu, nó sẽ chiếm từ 23 đến 60% tổng số bệnh nhân myelioidosis. Đứng thứ hai là nghiện rượu. Nghiện rượu nó gây suy giảm miễn dịch nhiều. Bệnh phổi mãn tính 12-27%. Bệnh thận mãn tính, thalassemia, rồi điều trị lâu dài với corticoid và các bệnh ung thư thì chiếm tỷ lệ ít hơn. Vi khuẩn thì thường là nó lây bệnh qua hai con đường chính, đường tiêu hóa thì không được ghi nhận rõ. Đầu tiên là qua da niêm mạc tổn thương, nó sẽ không xâm nhập được qua da và niêm mạc lành. Cái thứ hai là qua đường hô hấp. Khi xâm nhập qua da thì bệnh thường gây ra bệnh cảnh nhiễm khuẩn huyết và sau đó áp xe các cơ quan. Nhưng mà khi xâm nhập qua đường hít, đường hô hấp thì cái bệnh cảnh lâm sàng đầu tiên chính nó thường biểu hiện ra là viêm phổi hoặc là viêm phế quản phổi. Trước đây thì các binh lính ở Việt Nam hay ghi nhận viêm phổi do cái tác nhân này. Lý do là sao? Bệnh hay gặp ở lính nhảy dù, mà các bạn biết là trực thăng á, thì khi nó đậu xuống cái vùng đất ở Việt Nam á, thì nó sẽ quạt cánh quạt, nó sẽ khiến cho bụi tung mù mịt và trong cái bụi đó có thể có vi khuẩn và hít vào thì nó thường gây bệnh cảnh viêm phổi, sau đó mới nhiễm trùng các cơ quan. Và cái đặc trưng của bệnh là tình trạng áp xe ở đa cơ quan, và trong đó thường là áp xe gan, áp xe lách, áp xe tuyến mang tai, áp xe ở hệ thần kinh trung ương, xương khớp, đường sinh dục, áp xe da, hạch và cơ vân. Đó, các bạn thấy một trường hợp nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết có thể có hội chứng sepsis xích hoặc không, nhưng mà có cái áp xe ở từ hai cơ quan trở lên. Thì ngoài cái lao và không, bệnh này giống nhất với bệnh lao. Thì các em xem ngoài cái lao ra phải có là nghi ngờ có myelioidosis hay không. Sau khi mà vi khuẩn xâm nhập được vào da rồi, nó lan tỏa vào máu, gây ra tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Đôi khi nó sẽ diễn tiến mãn tính và gây tổn thương nhiều cơ quan. Và như đã nói thì bệnh có thể lây từ người sang người, hiếm gặp thôi. Như trong trường hợp mẹ cho con bú mà mẹ bị áp xe tuyến vú. Đó, tất cả các cơ quan đều có thể bị ảnh hưởng bởi myelioidosis cả. Từ viêm não, viêm sưng hạch bạch huyết, viêm phổi, tràn dịch màng phổi đến nhiễm độc, nhiễm trùng về máu, rồi viêm khớp, vân, chủ yếu là con đường qua tiếp xúc, mẹ tiếp xúc, qua vết thương và qua hô hấp. Nó có thể là những cái nhiễm trùng cục bộ ở đa cơ quan. Bệnh chỉ được chẩn đoán dựa vào phân lập vi khuẩn thôi, không thể điều trị mò mẫm được. Là cái câu hỏi đó, thời gian ủ bệnh dài nhất được ghi nhận là 62 năm nhưng sau người ta phủ định rồi hả? Và vì sao bệnh lại có thể có thời gian ủ bệnh dài? Vì con vi khuẩn nó có thể tồn tại trong thời gian rất là dài để chờ đợi khi cơ thể chúng ta có khiếm khuyết về miễn dịch. Nhưng thời gian ủ bệnh trung bình vẫn là từ 1 cho tới 21 ngày thôi. Thời gian ngắn nhất là khoảng 1 ngày và dài về mặt trung bình là 21 ngày. Bệnh có thể kéo dài và khó xác định tới nhiều năm, nó rất giống lao.
Bây giờ các bạn xem là triệu chứng của bệnh Whitmore nó sẽ có những triệu chứng như thế nào. Mình thường gặp thể cấp tính và dễ chẩn đoán có thể cấp tính hơn. Nên biểu hiện lâm sàng hay gặp thứ nhất là viêm phổi, thứ hai là nhiễm trùng huyết, nó khá phụ thuộc vào cái đường vào ấy, và nhiễm khuẩn huyết cũng có thể gây ra sốc nhiễm khuẩn si đa phủ tạng, giống nhiều nguyên nhân gây nhiễm trùng huyết khác. Bệnh nhân có thể có hội chứng sepsis, thang điểm sofa có thể tăng khi các bạn đánh giá. Đây, phổ biến nhất chính là phổi nhé, phổ biến nhất chính là viêm phổi và có thể hình thành cái ổ áp xe phổi. Hình ảnh sẽ gửi tới các bạn sau. Có thể là từ nhẹ như một viêm phế quản thôi cho đến viêm phổi nặng. Đầu tiên bệnh nhân sẽ sốt, nhức đầu, chán ăn, ho, đau ngực, đau nhức cơ bắp và cái tổn thương phổi ở trên X quang nó không khác lắm so với những cái viêm phổi khác. Thì các bạn xem cái cơ địa của bệnh nhân, viêm phổi trên một cơ địa đặc biệt. Cơ địa đó là gì? Các bệnh nền là gì? Các bạn có thể nhắc lại không? Bệnh nền trong bệnh Whitmore đứng hàng đầu là gì? Đứng hàng thứ hai là gì? Đứng hàng thứ ba là gì? Bạn nào có thể trả lời được nè? Thứ nhất là đái tháo đường, đúng rồi. Thứ hai là nghiện rượu, đúng rồi. Thứ ba là bệnh phổi mạn, đúng không? Thứ tư là bệnh thận mạn. Ngoài ra mình có gì? Thalassemia, ung thư, dùng corticoid kéo dài. Đúng rồi, chính xác. X quang ngực thì tổn thương rất là đa dạng nhé, từ viêm phổi kẽ tới viêm phổi thùy, viêm phế quản phổi và đôi khi tổn thương hang giống lao. Thứ hai, bệnh ngoài cái biểu hiện viêm phổi và nhiễm trùng huyết chung chung thì nó có thể có tổn thương da và mô mềm. Đây là những hình ảnh tổn thương da và mô mềm. Một hình ảnh tổn thương da các bạn. Đó. Những cái khoảng viêm hoại tử dưới da. Đó. Một cái sưng hạch, viêm sưng hạch. Cách đây mấy năm cô có một ông thầy cúng 32 tuổi thôi. Thầy cúng mà nó bác sĩ là học trò của ông đầy ở trong Sài Gòn á, là bác sĩ của ông, học trò của ông. Ông bị viêm hạch không có sốt ngay. Viêm hạch tái đi tái lại, sưng hạch tái đi tái lại. Cứ vào khoa ngoại thôi tên. Thì khoa ngoại cứ cắt lọc, mổ nạo vét hạch, vân vân. Cái ra chi cả, cái nó không có ra tác nhân chi hết. Nhập viện thứ 3 lần và cuối cùng lần sau nhập viện vẫn sưng hạch, cái bẹn thì đầy vết mổ chằng chịt và lần sau có sốt, cấy máu và cấy tại hạch ra vi khuẩn Whitmore thì mới điều trị suốt hơn một tháng tại bệnh viện thì bệnh mới ổn định. Bác sĩ dặn về uống thuốc cho đủ 3 tháng để dự phòng. Về uống được một tháng thôi, sau đó bận đi Sài Gòn tiếp, đi cúng tiếp, bị sốt lại, vào bệnh viện lại. Chỉ ngừng thuốc có 2 ngày là đã sốt lại rồi. Và ở nhà tự điều trị hơn 1 tuần vào bệnh viện lại thôi. Điều trị lại từ đầu rất là cực. Không tuân thủ điều trị là như vậy đó. Ở trẻ em các bạn, đặc biệt ở Thái Lan, người ta ghi nhận một biểu hiện rất thường gặp ở trẻ em tại Thái Lan. Đó là áp xe tuyến mang tai. Áp xe tuyến mang tai. Nhưng mà đây là một áp xe mãn tính chứ không phải cấp tính, giúp chúng ta phân biệt với bệnh quai bị. Và thường chỉ ở một bên thôi. Đây là một cái tổn thương khác, hay áp xe mô mềm, áp xe mô mềm, áp xe dưới da của bệnh Whitmore. Và một trường hợp bị ăn mòn hết cả cánh mũi, mà tiếng người ta gọi là vi khuẩn ăn thịt người đó. Bây giờ là tổn thương da và mô mềm. Nó có thể biểu hiện ở bất kỳ đâu. Rồi ngoài ra còn thể ở thận tiết niệu, nó có thể gây viêm thận bế thận, viêm tuyến tiền liệt, áp xe tuyến tiền liệt. Một trường hợp áp xe tuyến tiền liệt thì các bạn cũng phải nghĩ tới cái tác nhân này, khá thường gặp. Viêm tủy xương, viêm khớp nhiễm trùng đôi khi cũng do tác nhân này luôn. Viêm màng não mủ, nó là một trong những tác nhân gây viêm màng não mủ, ít gặp thôi hay ở mình, ở Huế chưa ghi nhận trường hợp nào cả. Thể thần kinh thì ít gặp hơn, nhưng áp xe não có thể viêm màng não và viêm tủy. Ở tim mạch, nó gây viêm màng ngoài tim, gây các biểu hiện phình mạch. Áp xe hoặc viêm mũ tuyến mang tai thì rất thường gặp này. Những bệnh viện nhi đồng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận khá nhiều trường hợp như thế này. Và viêm hạch bạch huyết cũng khá thường gặp luôn.
trước đây không chẩn đoán được bởi vì cấy không được. Lý do vì sao cấy không được? Thứ nhất là khi cấy trên môi trường bình thường, môi trường thạch máu chẳng hạn, những vi khuẩn khác sẽ mọc lấn áp và vi khuẩn này không mọc. Cái thứ hai, nó có thể mọc nhưng sẽ chậm. Sau 3 ngày là người ta vứt đi cái đĩa cấy rồi, trong khi mất khoảng trên 5 ngày vi khuẩn mới bắt đầu mọc, lúc đó nó đã nằm ở trong thùng rác. Và cái thứ ba thì môi trường nuôi cấy cần đặc biệt một chút, có kháng sinh để ức chế vi khuẩn khác như là có gentamicin. Bây giờ thì bệnh đã chẩn đoán dễ hơn do cả nước cảnh giác rồi, và các đồng nghiệp vi sinh cũng đã hiểu biết nhiều hơn về cái biện pháp này, về cái biện pháp nuôi cấy này. Do đó càng ngày càng có nhiều ca bệnh được báo cáo. Và trên Facebook thì các bác sĩ làm chuyên ngành vi sinh cũng như lâm sàng truyền nhiễm có hẳn một trang Facebook riêng để báo cáo các trường hợp mà mình phát hiện được tại địa phương lên đó, là một nơi để cập nhật về các ca bệnh được phát hiện. Bệnh khó chẩn đoán cũng bởi vì không có biểu hiện lâm sàng nào quá đặc hiệu cả. Nó có thể giống với viêm phổi do các nguyên nhân khác, nhiễm khuẩn huyết do các nguyên nhân khác, áp xe hạch nó cũng giống lao. Và có nhiều thể, có thể rất cấp tính, bệnh nhân vào viện một ngày sau đã tử vong rồi. Có thể có bán cấp và có thể bị diễn biến mãn tính giống như lao, nên nó khá tương đồng với lao. Và người ta có một khuyến cáo là gì? Một ca nghi ngờ lao, chẳng hạn sốt kéo dài, viêm phổi, nghi ngờ lao, vào viện mà làm ASB đàm âm tính, thì trước đây thường sao điều trị theo hướng lao phổi ASB đàm âm tính. Và bây giờ người ta thấy cái mức độ quá phổ biến của bệnh đây, nên khuyến cáo là thấy ASB đàm âm tính, một bệnh cảnh giống lao, thì hãy nghĩ tới huyết mò và cho cấy đàm nhé. Cấy đàm mũ ở cơ quan nào, áp xe ở cơ quan nào, thì lấy bệnh phẩm ở cơ quan đó, sẽ dễ tìm thấy tác nhân hơn. Chứ không phải lúc nào cũng cấy máu. Cấy máu mà trong trường hợp không phải là thể nhiễm khuẩn huyết thì nó sẽ không dương tính, mà mình phải lấy cái dịch, cái dịch của cái chỗ tổn thương. Hầu như là người ta sẽ cấy để xác định, người ta sẽ lấy máu nếu như nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết, lấy nước tiểu nếu như nghi ngờ là viêm thận bể thận, lấy đàm nếu như nghi ngờ viêm phổi, hoặc là lấy da và mô mềm, hoặc là dịch hạch ở trong hạch nếu như là nghi ngờ tổn thương tại các cơ quan này. Chính cấy sẽ định danh được vi khuẩn với cái khuẩn là khá đặc trưng, các bạn sẽ thấy sao. Ngoài ra một số cái xét nghiệm gián tiếp như là xét nghiệm kiến kết dính hồng cầu, xét nghiệm cố định bổ thể, hoặc là xét nghiệm phản ứng chuỗi. Và hiện nay tại Việt Nam, các khoa vi sinh ở các bệnh viện lớn đều có que thử nhanh kháng thể, hai vạch giúp xác định là người đó đã từng tiếp xúc với vi khuẩn. Em thấy cái bệnh phẩm cấy của vi khuẩn gây bệnh Whitmore này, nó giống như một cái cây nấm vậy, sần sùi ấy. Nó hình tròn, cũng là hình tròn sần sùi, lõm ở giữa, và thường nó có màu ánh kim, tím nhạt. Và cái dịch cấy, khi mở cái đĩa nuôi cấy ra, người ta thấy có mùi thơm của hoa quả tươi. Đây là khuẩn lạc của bậc khô Daria và Pseudomallea. Những cái hình ảnh, của viêm phổi rồi sao mình không thấy nữa ha. Các em về tìm hiểu thêm sao. Bây giờ về điều trị thì các em thấy nó kháng với rất là nhiều. Các em nhớ là cái slide cô đã chiếu đó, vi khuẩn kháng với những nhóm kháng sinh nào không? Mà các em, nên mình sẽ không dùng những nhóm đó để điều trị cho bệnh nhân. Đấy, vi khuẩn này nó sẽ kháng với những kháng sinh nào? Nhớ không? Aminoglycosic. Đúng rồi, tetracycline, chính xác. Fluoroquinolone và macrolide, chính xác luôn các em. Điều trị thì mình sẽ chọn lựa kháng sinh. Đối với bệnh này chúng ta có hai giai đoạn điều trị, đó là giai đoạn điều trị tấn công và giai đoạn điều trị duy trì. Tấn công ít nhất 2 tuần, dài nhất có thể đến 8 tuần tùy thể bệnh. Và kháng sinh duy trì tối thiểu 3 tháng, dài hơn có thể tới 6 tháng mới gọi là tiệt căn. Chứ không thì như trường hợp mà mình kể ra, uống 1 tháng sau đó ngừng thuốc là 2 tuần, 2 ngày sau thôi,
sốt lại ngay và sau đó phải điều trị lại từ đầu. Đây là những kháng sinh, các em thấy đâu phải những kháng sinh thông dụng. Đây khi bệnh nhân nhập viện tại một bệnh viện mà không có đầy đủ kháng sinh thì hậu quả cho bệnh nhân rất là lớn nếu như không phát hiện và không nghĩ ra bệnh. Đó là lý do người ta thấy số ca bệnh thật sự được báo cáo nó thấp hơn rất nhiều so với những bệnh nhân đã ra đi. Thì điều trị tấn công, các em nhớ một trong ba loại thuốc. Đầu tiên ceftazidime, hai là meropenem và ba imipenem kết hợp với silastatin trong một chế phẩm. Khi nào chọn ceftazidime? Ceftazidime sẽ là lựa chọn đầu tiên, miễn là bệnh nhân không trong tình trạng quá cấp cứu. Bệnh nhân vào các khoa lâm sàng bình thường, không có vẻ là quá nặng nề. Đây vẫn là một loại thuốc cực kỳ ít kháng, trong khi meropenem có kháng rồi, tuy là tỷ lệ thấp. Ceftazidime là lựa chọn đầu tiên nha các bạn. Và mỗi ngày bệnh nhân sẽ dùng khoảng 6 gram, tối đa là 8 gram, chia làm 3 lần, nghĩa là 2 gram tĩnh mạch mỗi 6 đến 8 giờ đó. Mỗi ngày, thường là bệnh nhân được dùng, đối với người Việt Nam thường dùng khoảng 6 gram tim tĩnh mạch chậm. Meropenem thì sao? Đây là loại truyền tĩnh mạch đắt tiền hơn nhiều. Ceftazidime là cefa-3, điều trị những vi khuẩn kỵ khí, bởi vì đây là một ít vi khuẩn này thì không kỵ khí, nó là hiếu khí, nhưng mà nó sẽ điều trị những cái con vi khuẩn kỵ khí và những con vi khuẩn thuộc nhóm khó tiêu diệt như là nhóm pseudomonas, thì đây tương tự với pseudomonas. Meropenem, một loại vũ khí hạng nặng, chúng ta biết rồi. Điều trị như thế nào? Thường là 1 gram truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ. Và nếu như là hệ thần kinh, bệnh này sẽ nặng nhất và điều trị dài ngày nhất khi tổn thương hệ thần kinh. Thì với meropenem thường 1 ngày 3 gram và sẽ gấp đôi liều nếu như có viêm màng não. Còn imipenem và silastatin là lựa chọn đứng hàng thứ 3 thôi. Meropenem thường dùng cho những bệnh nhân có cái biểu hiện của thần kinh trung ương hoặc là bệnh nhân vào viện với biểu hiện rất là nặng. Còn imipenem thì người ta không dùng imipenem đơn độc vì cũng có thể gây co giật, thì người ta dùng với phối hợp với silastatin. 1 gram truyền tĩnh mạch cũng mỗi 8 giờ, mỗi ngày cũng khoảng là 3 gram, thời gian tối thiểu là 2 tuần và có thể tới 8 tuần. Đây là cái phòng bệnh của meleoidosis. Những người có bệnh này nguy cơ thì tránh tiếp xúc, đó là phòng bệnh. Giai đoạn duy trì. Giai đoạn duy trì thì dùng những thuốc gì? Phải dùng từ 3 cho tới 6 tháng tùy cái vị trí nhiễm trùng. Và thuốc được lựa chọn đầu tiên là Bactrim, Trimethoprim và Sulfamethoxazole, liều 6 đến 8 mg trên ký và tính liều theo Trimethoprim thôi, dùng ngày 2 lần mỗi 12 giờ. Thường là nó dao động trong khoảng 6 viên đến 8 viên một ngày. Nhiều người bị dị ứng rất là nặng với hội chứng Scholinhenoch đối với Bactrim. Thì người ta có thể dùng sang tùy theo cái kháng sinh đồ nữa hả? Kháng sinh đồ người ta sẽ đọc vi khuẩn này nó nhạy cảm với ceftazidime hay không, meropenem hay không, và Bactrim doxycycline hay không, rồi amox và acid lavulanic. Thì cái hàng đầu tiên là Bactrim, thứ hai là doxycycline liều giống điều trị sốt mò này. Và hàng thứ ba tức là omentin đó, amoxicillin và acid lavulanic. Cái loại này nó hơi đắt tiền cho người Việt Nam nên nó sẽ là lựa chọn cuối cùng. 1 gram một lần nhân cho 3 lần một ngày. Và phụ nữ có thai thì phải lựa chọn chống chỉ định doxycycline, chống chỉ định cái Bactrim thì phải dùng cái omentin thôi. Tỷ lệ tử vong của bệnh như thế nào? Thì như đã nói, tỷ lệ tử vong chung khoảng 40-50% nếu không điều trị. Còn lại thì 50% còn lại bệnh có thể diễn tiến mạng tính theo từng năm, chứ không phải tất cả đều tử vong nếu không điều trị. Có những thể nó nhẹ nhàng, ví dụ tổn thương da thôi, thì có thể là không tử vong, nó sẽ diễn tiến mạng tính, vi khuẩn sẽ còn trong cơ thể kéo dài. Còn cái phòng bệnh đây, rồi cô sẽ chiếu cho các bạn thêm về cái
điều trị bệnh này, ở đây nó chưa có đủ về phác đồ điều trị. Các bạn xem là điều trị thuốc như thế nào tùy theo thể bệnh đó. Đây là một trường hợp viêm phổi, viêm phổi do Whitmore ha. Bệnh có biểu hiện rất đa dạng, trường hợp là viêm phổi nó không rõ lắm. Các em thấy cái ổ áp xe không? Cái ổ áp xe hả? Các em nhìn thấy ổ áp xe phổi không? Tổn thương phổi cả hai bên này. Đó. Bệnh này thường gây tổn thương phổi cả hai bên, và có thể tạo thành ổ áp xe hóa. Giờ nó có độc tố gây hoại tử mô. Lúc đầu được chẩn đoán là lao phổi đây. Cái tổn thương phổi các em thấy cả hai bên này. Và ổ áp xe ở bên phổi phải đây. Bệnh thường có bạch cầu tăng, bạch cầu tăng vừa phải. Bệnh nhân có tăng đường máu, HbA1c tăng cao, đáy đường rất hay gặp luôn. Đây là cái kháng sinh đồ, kháng sinh đồ của thường gặp của một bệnh mà có nhiễm trùng do một bệnh nhân Whitmore này. Đó, nó sẽ kháng với amikacin này, nhạy cảm với amoxicillin và axit clavulanic này, nhạy cảm với ceftazidime, meropenem này, bactrim này, piperacillin và tazobactam này, có thể nhạy cảm này, gentamicin sẽ đề kháng này. Đó, và những loại chính chúng ta cần đây: ceftazidime, imipenem, meropenem và cotrimoxazole, nghĩa là thành phần của bactrim. Đây là sẽ cái kháng sinh đồ mà chúng ta có thể gặp. Nó gây rất là nhiều tổn thương các cơ quan, tổn thương hai cơ quan trở lên ở trên một cơ địa đặc biệt, thì các bạn nhớ nghĩ tới bệnh này. Các bạn xem cái phác đồ điều trị nha.
Đây là phác đồ điều trị của Bộ Y tế năm 2019 đối với bệnh Whitmore. Nhẹ nhất hay thời gian điều trị ngắn nhất đó chính là áp xe da và nhiễm khuẩn huyết không có tổn thương tạng, thì giai đoạn tấn công là 2 tuần và duy trì tối thiểu là 3 tháng. Đó là cái tối thiểu nè. Rồi, viêm phổi giai đoạn tấn công từ 2 đến 4 tuần, duy trì 3 tháng. Đó là những thể thường gặp và các bạn thấy là đều dùng cái mức thời gian điều trị tối thiểu cả tấn công và duy trì. Áp xe tạng hoặc là viêm khớp nhiễm trùng hay gặp áp xe gan, áp xe lách, các bạn về tìm thêm các hình ảnh, thì giai đoạn tấn công có thể tới 4 tuần, còn lại duy trì vẫn là 3 tuần. Còn viêm tủy xương thì các em thấy thường là điều trị lâu, 6 tuần và 6 tháng. Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương là dài nhất, 8 tuần và 6 tháng. Phình mạch do vi khuẩn cũng vậy, ít gặp thôi, nhưng mà tấn công thì có thể tới 8 tuần và có thể kéo dài hơn 6 tháng. Đây là cái phác đồ điều trị bệnh Whitmore đó các em. Và trường hợp nào thì mình sẽ dùng Bactrim trong cái giai đoạn tấn công? À, ở đây không có cái Bactrim. Bactrim mình sẽ dùng tấn công những trường hợp có nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, hoặc là những trường hợp bệnh nặng kép đáp ứng với điều trị, thì chúng ta sẽ dùng Bactrim luôn trong thời gian điều trị tấn công và không tính cái thời gian điều trị Bactrim vào giai đoạn duy trì. Giai đoạn duy trì vẫn theo đúng từng cái phần như vậy. Thì cô đã trình bày sơ qua về bệnh Whitmore, một bệnh hoàn toàn không hiếm gặp như chúng ta tưởng, và mong các bạn sẽ cảnh giác, hãy chú ý cảnh giác đối với những trường hợp có tổn thương nhiều cơ quan, những trường hợp nghi ngờ bệnh Whitmore, để chúng ta theo dõi bệnh Whitmore và cho khoa vi sinh người ta cảnh giác hơn và người ta cố gắng nuôi cấy, tìm ra cái tác nhân gây bệnh. Hiện tại thì thời gian nuôi cấy nó rút ngắn rồi, nhiều trường hợp trả lời sau khoảng 2 cho tới 3 ngày thay vì 5 ngày như trước. Về tìm hiểu thêm về bệnh, bởi vì trong giới hạn 1 tiết thì chúng ta không thể nói hết được. Các em có câu hỏi gì không? Mời các em. Đối với bệnh này các em có thắc mắc gì không? Các bạn có thắc mắc gì không nè? Bệnh này vaccine thì chưa có, chưa có thực sự được dùng rộng rãi. Nếu như không có câu hỏi gì thì cô mời các bạn nghỉ giải lao 10 phút, 2:40, 14:40 chúng ta sẽ quay lại. Mời các bạn nghỉ.